Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu. Em là Điền đây. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một bất động sản mà đi ra biển khoảng là 10 phút thôi. Thay vì mình bỏ ra 3 tỷ để mình mua một cái miếng đất 5 mét ở ngoài biển Hồ Tràm, thì em Điền giới thiệu đây với cô chú anh chị lô đất là có diện tích ngang là 8, sâu là 35, có 100 thổ cư. Bất động sản này bán với giá là 2 tỷ mốt, tương đương là 260 triệu một mét ha. Và hiện tại anh đang đứng ở đây là ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có chị giáp ngay thị trấn Phước Bửu luôn. Nói chung là tiện ích thì đầy đủ ha. Rồi, trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa. Mặt tiền đường nhựa này là chuẩn bị trải nhựa mới nha cô chú chị. Rộng khoảng là 8m ha. Rồi kể cả vỉa hè luôn là 8m. Và cái hướng trước mặt của cô chú chị mình đây là mình đi được quốc lộ 55 và cũng như đi được tỉnh lộ 328. Đó thì hai cái trục chính đó mình có thể đi xuống biển Hồ Tràm được. Và cái hướng sau lưng của mình đây cũng như vậy, cũng nói chung là đường mình thông hết. Hướng này mình đi được quốc lộ 55 này. Và vào khu dân cư trong này rất là đông. Đặc biệt cái khu vực chỗ em đứng đây, em muốn giới thiệu tới đây là khu vực này cực kỳ mát mẻ, khí hậu cực kỳ mát mẻ. Và gọi là trong cái chỗ gần đất mình thì có rất nhiều nhà làm khu nghỉ dưỡng anh chị. Xung quanh đây thì có khu nghỉ dưỡng Suối Tre nè, Mọc Villa nè, và những cái quán cà phê. View, nói chung là view ruộng, view nghỉ dưỡng. Rồi em Điền giới thiệu tới cô chú chị mình đây là 8m là từ cái cục bên này. Và qua bên này là 8m, sâu 35 là sâu tới cái cục ở giữa đó ha. Nói chung đất mình thì vuông hết, có 100 thổ cư. Mặt tiền thì 8m, hậu mình cũng được 8m. Bất động sản mình có hướng là hướng nam. Hướng nam mình sẽ nhìn về hướng biển luôn á. Cái hướng trước mặt đất mình là hướng về biển luôn. Thì từ mình đi ra biển Hồ Tràm thì khoảng là 10 cây số thôi, đi 10 phút thôi. Là chủ đất mình cũng đang cần tiền để mà bán cái bất động sản này. Lúc ban đầu á thì nó rơi vào khoảng là 2 tỷ 6 anh chị, nhưng mà bây giờ hạ giá xuống còn chỉ 2 tỷ 1 thôi. Bên này cũng có một miếng tương tự như vậy, y chang diện tích như nhau. Thì hai lô liền kề này là hai anh bạn mua chung với nhau. Nói chung là mua cùng lần với nhau chứ không phải là mua chung. Và hai anh bạn này lúc mà thời điểm đất mà còn mua bán được á, thì hai anh bạn này là bán mỗi lô là 350 một mét. Bây giờ thì anh bên này kẹt tiền hơn bên này, anh bên này, nên là bán bên này vẫn giữ nguyên giá này, và bên này chỉ bán xuống có 260 triệu một mét thôi. Thì vị trí em đang đứng bất động sản mình thì ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc, rất là gần, khoảng cây rưỡi thôi, đi ra chợ Bà Tô luôn. Mình đi ra được tỉnh lộ 32, đường quốc lộ 5 thì khoảng là vài trăm mét, 900 mét thôi ra quốc lộ 5 rồi, và cũng rất là gần bến xe luôn. Giá này thì thực sự tính ra cũng là cực kỳ hợp lý luôn cô chú chị, thích hợp cho cô chị chú anh chị mình đầu tư hoặc là mua để mà sử dụng, mua mình xây nhà nhỏ nhỏ rồi mình làm vườn, rồi cuối tuần mình có thể về đây đi du lịch biển và đi biển Hồ Tràm đó. Hiện tại đất mình là đất khu dân cư đông, và quy hoạch đất của mình là quy hoạch đất ở. Đất mình đã có sẵn 100 thổ cư rồi, thì mình có thể lên thêm cũng được ha, tùy cô chú chị mình, tùy mục đích sử dụng của mình ha. Rồi, em Điền xin dừng clip tại đây.